Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 của trang web olm.vn. Các con thân mến, vào năm 1924, một ngư dân tình cờ tìm thấy bên bờ sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa mấy thứ đồ cổ bằng đồng trồi lên trên đất bãi. Ngay sau đó, các nhà khảo cổ đã đến đây khai quật và siêu tầm được thêm hàng trăm cổ vật đủ loại. Các cổ vật này thể hiện trình độ văn minh của người Việt xưa. Địa điểm này thuộc đất huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, nên sau đó có tên gọi là Văn hóa Đông Sơn. Trong bài đọc ngày hôm nay mang tên Chống đồng Đông Sơn, các con sẽ được tìm hiểu về một cổ vật đặc sắc của văn hóa Đông Sơn, đó chính là chiếc trống đồng Đông Sơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện đọc. Các con lưu ý, khi đọc bài, chúng ta đọc bài với giọng tự hào và nhấn giọng ở những từ ngữ ca ngợi về trống đồng Đông Sơn, ca ngợi những hoa văn trang trí trên trống đồng thể hiện vẻ đẹp và tính nhân bản của nền văn hóa Việt cổ xưa. Bây giờ, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu một lần các con nhé. Chống đồng Đông Sơn, niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn. Giữa mặt trống bao giờ cũng có hình ngôi sao nhiều cánh tỏa ra xung quanh, tiếp đến là những hình tròn đồng tâm, hình vũ công nhảy múa, chèo thuyền, hình chim bay, hươu nai có gạc nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh con người hòa với thiên nhiên con người lao động cầm vũ khí bảo vệ quê hương và tưng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh đó là con người thuần hậu hiền hòa mang tính nhân bản sâu sắc bên cạnh và xung quanh con người đầy ý thức làm chủ ấy là những cánh cò bay lả bay la những chim lạc chim hồng những đàn cá lội tung tăng đó đây hình tượng ghép đôi muông thú nam nữ còn nói lên sự khát khao cuộc sống ấm no yên vui của người dân vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng đi luyện đọc về bài tập đọc chống đồng đông sơn tiếp theo cô và các con sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài qua phần chú thích chính đáng là đúng và hợp với lẽ phải văn hóa đông sơn là một nền văn hóa của thời kỳ lịch sử cổ xưa được xác định trên cơ sở những di vật tìm được ở đông sơn thanh hóa hoa văn là hình trang trí trên đồ vật vũ công là người biểu diễn nhảy múa hoặc diễn viên múa chim lạc chim hồng là những loài chim được coi là biểu tượng của dân tộc ta và nhân bản là sự yêu thương và đề cao con người tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào phần chính của bài học ngày hôm nay đó chính là phần đọc hiểu chi tiết Trước khi đi đọc hiểu chi tiết về bài tập đọc, các con hãy xác định giúp cô nội dung chính của những đoạn văn có trong bài. Vậy là dựa vào nội dung chính của những đoạn văn có trong bài, cô sẽ chia bài học ngày hôm nay của chúng ta thành hai phần chính như sau, phần thứ nhất, chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự đa dạng của trống đồng Đông Sơn và phần thứ hai là tìm hiểu về những hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ nhất, đó là sự đa dạng của trống đồng Đông Sơn. Trước hết, các con hãy dựa vào những dòng đầu của văn bản và cho cô biết bộ sưu tập chống đồng Đông Sơn có ý nghĩa như thế nào trong nền văn hóa Đông Sơn. Rất chính xác, bộ sưu tập chống đồng phong phú ấy là một niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn. Mà một trong những điều khiến chúng ta vô cùng tự hào đó chính là sống đồng Đông Sơn vô cùng đa dạng. Vậy các con hãy tiếp tục cho cô biết chống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào. Trống đồng Đông Sơn trước hết đa dạng về hình dáng, không chỉ vậy còn đa dạng về kích thước. Các con có thể quan sát hai hình ảnh này để thấy được sự đa dạng về hình dáng và kích thước ấy. Và cuối cùng, trống đồng Đông Sơn đa dạng về phong cách trang trí và cách sắp xếp hoa văn. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết trống đồng Đông Sơn có phong cách trang trí và sắp xếp hoa văn đa dạng, phong phú như thế nào? Sự đa dạng của phong cách trang trí và sắp xếp hoa văn trên trống đồng Đông Sơn được thể hiện như sau. Bao giờ, ở giữa mặt trống cũng là ngôi sao nhiều cánh. Tiếp theo là những hình tròn đồng tâm, không chỉ vậy còn có hình chim bay hay hưu nai có gạc và còn có cả những vũ công nhảy múa và chèo thuyền. Vậy từ những đặc điểm này của trống đồng Đông Sơn, chúng ta có thể thấy rằng trống đồng Đông Sơn là một nét văn hóa đáng tự hào, vô cùng đa dạng về mẫu mã và đặc biệt nó thể hiện được tài năng nghệ thuật của ông cha ta thời trước. Trước đây, khi các công cụ còn thô sơ mà ông cha ta đã tạo ra được những chiếc trống đồng có tính thẩm mỹ cao và đa dạng như vậy, điều này khẳng định trình độ kỹ thuật của ông cha ta thời trước thật đáng để nể phục. Qua phần thứ nhất, chúng ta đã thấy được rằng hoa văn trên mặt trống đồng vô cùng đa dạng và phong phú và trong phần thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu sâu hơn về những hoa văn trên mặt trống đồng Đông Sơn và ý nghĩa của nó trước hết các con hãy xác định giúp cô những hoạt động nào của con người được miêu tả trên mặt trống đồng vậy là trên mặt trống đồng rất nhiều hoạt động của con người đã được miêu tả đó là lao động là đánh cá săn bắt đánh trống thổi kèn cầm vũ khí bảo vệ quê hương từng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh vậy chúng ta có thể thấy rằng tất cả những hoạt động diễn ra trong cuộc sống của con người đều đã được ông cha ta thể hiện một cách rất sinh động và chi tiết trên mặt trống đồng vậy là trống đồng không chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa văn hóa vô cùng quan trọng và sâu sắc vậy các con lại tiếp tục cho cô biết trên mặt trống đồng hình ảnh nào chiếm vị trí nổi bật nhất rất chính xác trên mặt trống đồng thì hình ảnh về con người là những hình ảnh nổi bật nhất có thể nói hình ảnh con người chiếm vị trí nổi bật nhất trên mặt trống đồng đó là bởi những hình ảnh về hoạt động của con người là những hình ảnh nổi rõ nhất trên hoa văn bởi những hình ảnh khác như ngôi sao hay những hình tròn chim bay hươu nai đàn cá lội ghép đôi mung thú chỉ góp phần thể hiện con người đó là con người lao động làm chủ hòa mình với thiên nhiên con người nhân hậu hay con người khát khao một cuộc sống hạnh phúc và ấm no Vậy qua tất cả những điều mà chúng ta vừa được tìm hiểu về sự phong phú của chống đồng Đông Sơn về những hoa văn trên mặt chống đồng các con hãy cho cô biết vì sao chống đồng lại là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam ta rất chính xác, chống đồng Đông Sơn là niềm tự hào chính đáng của Việt Nam ta vì nó vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa phản ánh trình độ văn minh của người Việt cổ, lại khẳng định dân tộc ta có nền văn hóa rất lâu đời và bền vững. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết chúng ta cần có những thái độ hay hành động gì đối với những cổ vật thể hiện nền văn hóa lâu đời của ông cha ta? rất chính xác chúng ta hãy biết trân trọng giữ gìn bảo vệ và truyền bá hình ảnh về những cổ vật giá trị ấy tới bạn bè nam châu để không chỉ chúng ta mà còn toàn thế giới có thể thấy rằng đất nước ta có một nền văn hóa lâu đời bền vững và vô cùng giá trị vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về bài tập đọc chống đồng đông sơn và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay đó chính là phần tổng kết Bài tập đọc chống đồng Đông Sơn đã cho chúng ta thấy được rằng bộ sưu tập chống đồng Đông Sơn rất phong phú, đa dạng với hoa văn đặc sắc là niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta. Vậy là bài học ngày hôm nay dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của Olamer.vn